tình trạng bệnh lý của mình hiện nay và mình thấy là mình phải đặt cái mục tiêu của mình là giảm bao nhiêu ký, làm sạch bao nhiêu lâu và mỗi năm làm bao nhiêu lần. Thì quý vị cứ thế mà theo cái con đường này. Ở trên cái trang Sống Chánh Niệm thì chúng tôi có mấy cái bài nói hơi sâu về các cái phương pháp thanh lọc này. Quý vị có thể vào trong cái trang Sống Chánh Niệm. Ở đây thì chúng ta không có thời gian để đi nhiều chi tiết, nhưng mà trong đó thì giải thích rất rõ. Giải thích rất rõ và quý vị có thể vào đó. Quý vị xem bên tay trái thì phải, bên tay trái mấy em nó có để mấy cái bài của năm 2013 thì nó có cái bài thanh lọc cái gì tịnh hóa thân tâm đó, thì trong đó có những cái bài hướng dẫn cũng như có những cái công thức nha. Trong đó có những cái công thức thì quý vị có thể nên làm một năm tối thiểu 1-2 lần nha. Một năm tối thiểu 1-2 lần. Đặc biệt là ngày nay thì chúng ta thấy chúng ta bị bệnh đường ruột rất là nhiều, và từ cái đường ruột đó nó dẫn tới ung thư máu, ung bướu hay là tất cả những bệnh đau nhức, bệnh trầm cảm, bệnh thần kinh vân vân nha. Cho tới chẳng hạn như cái bệnh nhẹ nhẹ như chúng ta thấy bây giờ chúng ta bị sạm thận, sạm túi mật, và mình nghĩ rằng y học hiện đại bây giờ cắt bỏ túi mật đi là xong, không xong đâu nha. Quý vị vào trong đó, quý vị nghe cái bài giảng trong đó, quý vị sẽ thấy cái túi mật của mình nó rất quan trọng. Cái túi mật mình rất quan trọng mà mình không biết, mình cứ nghĩ cắt bỏ nó đi là xong rồi. Thì như vậy là cái phần căn bản thì chúng ta đã chia sẻ với quý vị, bây giờ chỉ còn vấn đề thực tập thanh lọc như thế nào, thì chúng ta có thể vào trong cái trang đó và chúng ta xem mỗi ngày chỉ dẫn như thế nào, làm cái gì, thì quý vị cứ theo đó mà thực hành nha. Cứ theo đó mà thực hành thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự chuyển hóa của mình về thân vật lý cũng như cái thân tâm linh của mình. Rồi có một cái điểm là chúng ta phải nên nhớ, chúng tôi không có cho quý vị những cái gì mà nó cứng nhắc. Nên nhớ là chúng ta làm phải đồng bộ nha. Chúng ta làm đồng bộ và kể cả thân vật lý, sinh lý và tâm linh. Chúng ta vừa tác động qua cái con đường thanh lọc bên trong, qua cái con đường thanh lọc bên ngoài, thì chúng ta phải vận động, phải thể dục. Chúng ta phải tĩnh tâm, để thiền tập, để sám hối đó. Hay là chẳng hạn như chúng ta đừng bị kẹt vào bất cứ một cái gì. Cái khổ của mình nha, là quý vị biết rằng không phải riêng quý vị. Không phải riêng mình đời nay đâu, mà hầu như chúng sanh bị một cái bệnh là cố chấp, vướng mắc, chấp trước. Mình làm cái gì là mình bị dính cái đó liền. Thành ra mình coi lại thử xem, khi mà Đức Phật thành tựu cái quả vị, Ngài cũng muốn thuyết pháp. Tại vì Ngài nói ai cũng giống ai hết, cũng có Phật tánh, cũng bình đẳng như nhau hết. Thành ra Ngài muốn nhập Niết Bàn. Sau 3 lần chư thiên thưa thỉnh thì Ngài mới hứa cả để trụ thế, để thuyết pháp độ sanh. Nhưng với điều kiện là gì? Phương tiện, đã gọi là phương tiện thì nó không thật, là nó phải tùy duyên. Tại sao? Tại vì chúng ta đã học rất rõ rồi, ngày qua nay chúng ta nói rất nhiều là tất cả các pháp trong vũ trụ này đều biến đổi không ngừng, và cái tinh thần căn bản của vũ trụ là từ bát nhã, sắc tức thì không, nó không có thật. Nhưng mà sau đó cũng sợ người ta bị kẹt ngay đó, người ta phủ lại câu thứ hai liền là không tức thị sắc. Phải không? Thì sắc bất gì không. Nhưng mà quý vị thấy đến cuối cùng cái câu kế tiếp là gì? Không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không sanh, không diệt.
Thì như vậy danh từ của Đạo Phật toàn bộ sử dụng phủ định, không bao giờ sử dụng xác định, kể cả tới cái Niết Bàn, không sanh, không diệt, không u sầu, phải không? Tức là lên tới cái tất cả những cái danh từ của Phật giáo không bao giờ sử dụng khẳng định. Tại vì khi mình sử dụng khẳng định là mình bị dính vào rồi. Không phải, nó là không hai, một cũng không phải mà hai cũng không phải. Như vậy nó không phải một, không phải hai. Thành ra để ý lại, và chúng ta thấy cái tinh thần đó nó rất rõ, nó rất khoa học. Và vì các pháp biến đổi không ngừng, thành ra nó không được cố định, nó không được dính. Khi mình bị dính kẹt vào một cái gì là nó bị, khi mình xác định là nó dính rồi. Thấy chưa? Cho dù bất cứ một phương pháp nào, cho dù bất cứ một cái pháp môn nào cũng chỉ là phương tiện. Và đã là phương tiện thì nó chỉ tạm thời. Thành ra tất cả các phương pháp trị liệu, tất cả những cái chúng tôi chia sẻ quý vị cũng phải nên áp dụng trên cái tinh thần đó. Không có một cái công thức nào là cố định, không có một cái công thức nào là đúng cho tất cả mọi người. Thành ra mình phải có sự tỉnh giác. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy sau 45 năm thuyết pháp, kinh điển hàng đống mà Đức Phật nói một câu xanh rờn, 45 năm ta chưa từng má miệng nói một câu, cũng sạch sẽ hết. Tại vì chấp quá nhiều, thấy chưa? Mình chấp quá nhiều. Đó. Rồi cái câu nói gì nữa? Có người hỏi, tại sao người ta nói là chúng ta đang trôi lăn trong dòng nước sinh tử, phải không? Thì như vậy bước tới thì bị nước cuốn trôi, dừng lại thì bị chìm đắm, bước tới thì bị nước cuốn trôi, dừng lại thì bị chìm đắm, Như Lai không bước tới, không đứng yên. Do vậy Như Lai được giải thoát. Quý vị thấy thâm thúy chưa? Trở lại là gì? Tinh thần không hai, không kẹt, không cố chấp. Tại vì nếu mình đi theo cái dòng sanh tử, mình hụt lạc trong đó, thì nó có cái chu kỳ gì? Bảo toàn năng lượng của vũ trụ, chứ còn cái sanh tử mãi ra, phải không? Còn nếu mình đứng yên lại một chỗ là gì? Là mình bị kẹt, là mình bị cố chấp, thì ngay lúc đó là mình sẽ bị nó nghiền nát, nó bị nó nhập chìm liền. Thì như vậy không bước tới, không dừng lại, tức là trở lại là gì? Là không, không dính mắc. Thì như vậy mình được giải thoát. Thì cái câu thấy nó triết lý, nhưng mà thực sự nó cũng rất là dễ dàng. Trở lại là chúng ta thấy cái tinh thần khi quý vị học pháp, cho dù quý vị học kinh gì cũng vậy hết, chúng ta phải nắm được cái then chốt, cái mấu chốt thì chúng ta mới đi vào cái thực hành được. Thì như vậy trong cái pháp sống, trong cái pháp sống là cái chúng ta đang thể hiện hàng ngày đây cũng vậy. Một cái phương pháp gì nó có tuyệt vời cách nào mà ngay lúc quý vị cố chấp vào đó là quý vị đã bị kẹt rồi, là quý vị đã thực hành sai pháp rồi. Chưa biết quý vị thực tập như thế nào, nhưng mà quý vị vừa chấp nhận nó, vừa khởi nghĩ nó là tốt đẹp và nó là duy nhất, nó là của mình, ngay đó là quý vị đã bị kẹt rồi. Chưa kể là quý vị thực tập đúng hay sai, nhưng mà cái khởi niệm ngay lúc đầu của mình nghĩ cái này hay quá, cái này là tuyệt vời và cái này là duy nhất, là mình bị kẹt. Thì như vậy mình áp dụng triệt để cách nào mình cũng không thoát được ha. Thành ra mong rằng đại chúng phải luôn luôn tâm niệm cái đó. Đừng hỏi tại sao thầy nói người này khác mà thầy nói người kia khác. Đừng hỏi tại sao tôi cũng làm như vậy mà không có kết quả. Mà hỏi tại mình đã lắng nghe mình chưa? Mình đã thực tập buông chưa hay mình vẫn còn dính? Thì lúc đó mình sẽ là cái người thầy thuốc tuyệt vời nhất cho mình. Mình sẽ là cái người thầy hướng đạo tuyệt vời nhất cho mình. Và mình mới là người con của Như Lai đúng nghĩa. Không ai bằng thầy được mình hết, chỉ có mình thôi. Những người khác chỉ là những người trợ duyên. Rồi
Cảm ơn đại chúng phần còn lại để dành cho quý vị. Ai có những cái câu hỏi nào thắc mắc mấy hôm nay thì chúng ta bắt cái microphone, rồi nhờ quý vị ai có câu hỏi giơ tay lên, rồi quý vị ban tổ chức đưa cái microphone cho quý vị. Dạ con có ba câu hỏi. Ba câu. Dạ có ba câu thôi. Dạ câu thứ nhất á là cái này là con tự thắc mắc là thầy nói là giống như hành tinh của mình á, trong bài giảng của thầy thầy có nói là cái hành tinh của mình hay là bất kỳ cái hành tinh nào trên thái dương hệ này thì nó như thế nào, thì cơ thể hay là cái người sống ở trên hành tinh đó thì sẽ có tương tự như vậy. Thí dụ như trái đất của mình á, thì có tới là 3/4 là nước, gồm có biển và sông ngòi. Thì cơ thể của mình nó cũng có 3/4 là nước, từ não bộ cho tới bên trong cơ thể. Thì như vậy á, theo phương pháp Oshawa, dinh dưỡng của Oshawa của người Nhật á, thì con thấy là người ta nói là ăn gạo lứt muối mè và uống rất ít nước. Như vậy thì nếu mà theo phương pháp này thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì tới cơ thể ta? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và con có thể ngừng rồi thầy giải trả lời xong rồi con tiếp câu hỏi khác được không thầy? Dạ. Trên cái tinh thần là chúng ta thấy rất rõ ràng là cơ thể chúng ta 3/4 là nước tối thiểu. Như vậy phương pháp Oshawa đề nghị chúng ta uống ít nước. Có mâu thuẫn hay không? Trở lại là quý vị nhớ là chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị, tất cả các pháp là biến đổi liên tục vô thường, phải không? Thứ hai, tất cả các pháp có hai mặt, kể cả Phật pháp. Thành ra như đó là quý vị tự trả lời rồi, phải không? Nếu như ngay cả phương pháp tu, bây giờ quý vị nói tôi niệm Phật là nhất, không có pháp môn nào hơn, thì như vậy Đức Phật đâu có phải bỏ 45 năm đi hết nơi này đến nơi kia thuyết ra đến mấy chục bộ kinh khi cho nó mệt vậy, phải không quý vị? Cũng như nếu phương pháp Oshawa mà có thể sử dụng liên tục và trị được hết tất cả các bệnh thì như vậy y học hiện đại nó đâu có phát triển đến ngày hôm nay mà đâu còn những người bị bệnh, phải không quý vị? Thì như vậy trở lại là chúng ta phải nắm lấy cái gốc. Hai cái câu đầu tiên chúng tôi nhắc đi nhắc lại được là trong vũ trụ này không có một pháp nào mà cố hành định không thay đổi. Thành ra cho dù nó tuyệt vời cách mấy nhưng mà nó chỉ có một cái giới hạn của nó thôi. Và khi mình vượt khỏi cái giới hạn đó thì nó sẽ trở nên tiêu cực. Và nếu như quý vị đọc lại rõ ràng trong tiểu sử của tiên sinh Oshawa thì ổng đã nói rất rõ, khi mà ổng sử dụng dương hóa quá, đến lúc ổng đi qua Phi Châu hay gì đó, ổng bị bệnh, ổng bị bệnh coi như liệt mà bệnh không trị được, cuối cùng phải phun ra, phải không? Không phải uống rượu, không phải làm cái gì đó, ổng làm những cái thứ mà rất là quái dị thì lúc đó mới trở lại được. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng tất cả trong vũ trụ này âm dương nó phải hòa, chứ không thể cực âm được mà không thể cực dương, âm cũng không thể cực dương được. Và lúc nào chẳng qua là đại đa số những bệnh nan y là những bệnh bị tích lũy độc tố, phải không? Như chúng tôi nói với quý vị là gì, tức là khi cái dòng nước nó chảy chậm lại bao nhiêu thì rong rêu lăn quăng mũi mầm côn trùng rác rưới nó bắt đầu nó phát sinh. Rồi kế đến đó là gì? Bùn nhơ khí độc khí hôi nó mới tạo ra những ung thư, những bệnh nan y.
Thành ra đó là những cái tiêu cực, cái negative, cái âm. Thành ra mình muốn đối phó lại với nó mình phải dùng cái dương. Chứ còn những bệnh mà bị dương hay là những bệnh mà cái nó không quá na y mà mình kéo dài thì như vậy, khi mình nên nhớ là cực âm là sinh dương nữa. Thành ra ở đây là chúng tôi muốn cho quý vị là mình không bị kẹt. Nếu như trong đông y nói có những người quá cực đoan nói một miếng cà bằng ba chén thuốc, tức là như vậy là cà tính cà pháo là cực kỳ độc và xấu, phải không? Thì như vậy theo định luật, và theo cái định luật gọi là gì, natural selection, tức là chọn lọc tự nhiên, nó bị hủy diệt rồi, nó không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu những con rắn độc là xấu, phải không, là không tốt, không lợi lạc gì cả, thì nó cũng đã bị hủy diệt, nó không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Cái đó là một cái nguyên lý. Trong cái tích cực nó có cái tiêu cực, và trong cái tiêu cực nó có cái tích cực, nó luôn luôn là như vậy, phải không? Thành ra quý vị nên dùng cái nguyên lý đó áp dụng cho tất cả các pháp mà chúng tôi đã nói rồi, ngay cả đến Phật pháp. Và Phật pháp này không phải là Phật pháp của chúng tôi nói, mà ngay từ kim tổ của Đức Phật, ngay thời Đức Phật còn tại thế, lời thuyết pháp của Ngài thì vô lượng chúng sanh được mở con mắt pháp, vô lượng những người ta được ngộ đạo và chứng đạo. Nhưng mà Đức Phật đi tới thuyết pháp cho những cái người mà người ta đang đói, đang khổ, đang bị vô minh, người ta vẫn lấy gậy, người ta đập, lấy đá, người ta ném Đức Phật như thường, thấy không? Và ngay cả Đức Phật tuyên bố một câu cũng rất xâm rờn là gì? Đừng nghe những gì từ miệng Như Lai, đừng nghe những gì mà được lặp đi lặp lại từ đời này qua đời khác, đừng nghe những gì mà đã được truyền tụng trong kinh sách từ hàng ngàn năm, mà hãy thực hành và thực chứng, phải không? Đâu có cái người giáo chủ nào dám tuyên bố những câu xâm rờn như vậy. Thành ra trở lại, khi mà chúng ta áp dụng cái nguyên lý căn bản đó thì mình phải biết rằng cho dù một cái phương pháp trị liệu gì, cho dù một cái phương pháp tu tập gì, mình cũng phải có sự tỉnh thức và mình phải dùng cái trí tuệ. Không có được cực đoan, không có được bị cực đoan. Còn nếu như nói mà nó cực đoan như vậy thì trở lại, quý vị nhìn vào cái mô hình phát triển của năng lượng vũ trụ, cái phương pháp thực dưỡng, cái phương pháp thực dưỡng đúng nguyên tắc trọn vẹn. Khi đã nói là thực dưỡng thì nó phải bảo vệ mình, bảo vệ môi trường, bảo vệ vũ trụ, tức là nó phải tuân theo hết tất cả những quy luật của vũ trụ, phải không? Chúng ta cũng vừa nói rằng trong cơ thể con người ta nó có bốn loại thức ăn để nó nuôi dưỡng, và chúng ta có bốn cái thân, năng lượng vũ trụ có bốn tầng. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một cái tầng của gạo lứt muối mè không thôi thì như vậy chúng ta đang sử dụng tầng năng lượng thấp nhất, quý vị, phải không? Sử dụng tầng năng lượng thấp nhất thì như vậy nó đâu có giá trị. Và nếu như chúng ta nhìn trở lại cũng trong cái những cuốn sách nói về Tenzin Osawa, khi mà Ngài đem cái phương pháp này chỉ cho một quý vị thiền sư, ông này bị bệnh nặng lắm, chỉ đàng hoàng hết, sau đó cho đệ tử cũng kiểm tra thì ta ông này nấu gạo lứt có đúng không, rang muối mè đúng không, ăn đúng không, cơm thì nấu khô như đá để mốc nó mọc mà ông ăn, thì ông vẫn làm để cho Ngài vui, nhưng mà ông có theo đúng đâu, nhưng mà ông vẫn hết bệnh. Còn nếu mình nhìn rộng hơn ra một tí xíu trong thực tế xã hội thì quý vị thấy chẳng hạn như theo cái truyền thống ngày xưa của Đức Phật là Chư Tăng đi khất thực, người ta cho cái gì ăn cái đó, phải không?
có dương, có âm, có dinh dưỡng, trộn mùi nó hỗn hợp với nhau hết, thậm chí cả đồ ăn thiêu, đồ ăn thối. Nhưng mà tại sao người ta ăn là người ta vẫn khỏe mạnh, người ta vẫn tu tập, người ta chứng đạo ầm ầm? Thành ra nó chỉ là cái phương tiện tạm thời và thấp nhất. Đó là lý do tại sao khi mình đi vào trị bệnh mình phải đi toàn diện đồng bộ nha. Rồi xong câu thứ nhất hả? Câu thầy vừa mới trả lời mà do cái thắc mắc riêng của con, thì thầy nói rằng trong tất cả các pháp á, đều có cái hai mặt tích cực và tiêu cực. Thì cái đó thì con cũng chấp nhận, nhưng mà có một cái điều này nó hơi con có cảm giác hơi mâu thuẫn, mà không phải là con nói về cái ý của thầy mâu thuẫn, bởi vì theo cái suy nghĩ của con thôi, thì thường đa số đó đại chúng hay nói là Phật pháp là nhiệm màu, nhưng mà nếu nói Phật pháp cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực như thầy vừa giải thích đó, thì đó thì theo cái suy nghĩ riêng của con thì con nghĩ đó là một cái dạng hình thức khi mà giống như Đức Phật đi giảng đạo tới những cái nơi thôn xóm người ta đang đói khổ quá, mà lúc đó đem không cần nói là về vấn đề Phật giáo không, mà bất kỳ một cái đạo gì lúc đó mà giảng thì người ta sẽ không lọt vô lỗ tai được, bởi vì người ta chỉ cần là cho người ta một ít cơm hay là một ít thực phẩm để người ta có thể vượt qua cơn đói, thì cái vị đó là vị thánh sống rồi. Đó là suy nghĩ riêng của con. Còn cái điều mà con muốn hỏi á, là nếu nói Phật pháp có cái tính tiêu cực, thì xin thầy giải thích rõ thêm và cho ví dụ rõ thêm về cái tính tiêu cực của Phật giáo. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Ở đây chúng tôi nói lên cái yếu tố này để chúng ta làm sao, tức là thật ra để chúng ta chứng mình đang ở trong hai thế giới, trong thế giới tuyệt đối và thế giới tương đối. Khi mình nói đến thế giới tuyệt đối thì dĩ nhiên cái pháp Phật, tức là những cái pháp rốt ráo, pháp liễu nghĩa thì như vậy, mà không có đúng, không có sai, không hơn, không kém. Và thậm chí nói đến là 84.000 pháp môn của Đức Phật, không có cái nào hay hơn cái nào, nó chỉ có cái là tùy căn cơ. Cũng như thuốc, phải không? Thuốc không có thuốc nào hay hơn thuốc nào cả. Cái anh bị bệnh tim mạch, uống đúng thuốc tim mạch, nó hết, nó thở được không, tim nó đập điều hòa, thì mình cho thuốc đó là hay. Nhưng mà mình đem cái thuốc đó mình cho một cái người bị suyễn, mình nói hồi nãy tôi bị cái thông, cái tim tôi nó nghẽn nè, phải không? Tôi uống thuốc vô bắt đầu tim nó thông, nó đập được, tôi thở được, tuyệt vời, nó cứu sống mình. Mình đem cái thuốc đó cho một cái người bị suyễn, bị asthma, cũng bị nghẽn, nhưng mà người ta uống vô nó không quớt, thấy chưa? Thì mình thấy cũng vậy. Cái Phật pháp, nếu mà mình nói trên một cái tuyệt đối, trên sự thật tuyệt đối, thì nó không hơn, không thua, không tốt, không có cái nào hơn cái nào cả. Nhưng mà mình nói trên cái tính cách tương đối, và bởi vì mình đang đi trên cái tương đối mà mình đang sử dụng cái phương tiện, và do vì mình chấp vào phương tiện, chính vì mình chấp vào phương tiện làm cứu cánh, mình mới bị kẹt và nó mới trở thành cái tiêu cực. Đó là lý do tại sao chúng tôi mới nói quý vị là ngay từ khởi đầu, khi mà Đức Phật chấp nhận trụ thế đã thuyết pháp, Đức Phật đã nói là Ngài phải sử dụng phương tiện. Và sau 45 năm thuyết pháp, với từ những cái kinh nguyên thủy căn bản cho tới những cái kinh phát triển cao cấp, thậm chí luôn tới cả Hoa Nghiêm, Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân. Nhưng mà cuối cùng, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài phủ một câu, 45 năm ta chưa từng mở miệng, chưa từng nói một câu, để cho chúng sanh thấy rằng tất cả là huyền, tất cả là phương tiện, tất cả là giả tàng. Cái bè nó đưa mình qua sông, nó cứu sống mình, nhưng mà qua tới bên kia sông còn phải thảy bỏ cái bè, chứ không được vác cái bè lên vì nó mang mình mang hơn nó. Thấy chưa? Thành huống chi bây giờ mình bị chấp vào phương tiện, bị kẹt vào phương tiện, bị tranh chấp vào phương tiện quá nhiều.
đó là cái thiếu sót của mình và đó là cái tiêu cực của nó. Lấy ví dụ như ngay cả ngày hôm qua chúng tôi đi tới thăm một ngôi chùa Tịnh Độ ha, mà đây là chính những quý thầy Tịnh Độ nói ra chứ không phải chính chúng tôi, là những cái người chúng tôi cũng chẳng tìm mà cũng chẳng tình, chúng tôi tu theo pháp Phật để giải thoát. Thì như vậy lấy ví dụ như ngày nay ai cũng nói niệm Phật là pháp môn tối thượng dễ dàng nhất, mọi người đều có thể thực tập được, phải không? Không cần có trình độ, không cần có kiến thức, làm bất cứ lúc nào ở đâu cũng được. Thì cứ niệm Phật đi sẽ được vãng sanh. Nói hô hào rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng có những người người ta phóng đại đến mức độ là tức là cái người chết xong không, tức là bây giờ chỉ cần đạo tràng tới niệm Phật hồi niệm thôi, cái người đó sẽ được từ cứng sang mềm, từ xấu sang đẹp, vãng sanh ngay lập tức. Dĩ nhiên nó có thể có, nhưng mà mình vô tình coi chừng mình dựa vào cái phương tiện và mình phóng đại nó đến như vậy thì sao? Nếu mà nói như vậy thì tôi cả cuộc đời tôi cần gì tu tập, phải không quý vị? Cả cuộc đời chẳng cần tu tập chi cả, đến ngày chết đi chỉ cần người ta tới người ta hồi niệm cho mình thôi. Thì như vậy mình muốn làm cái việc làm, muốn sống như thế nào sống, thì như vậy có phải nó trở thành cái tiêu cực không? Ha, trở thành cái tiêu cực. Thành ra, rồi lấy ví dụ cũng vậy, chúng ta thấy chẳng hạn như ngày xưa cái điều kiện in ấn của mình không có, viết lách giấy tập không có, phải truyền miệng cho nhau. Thành ra mình học kinh, mình thuộc lòng và mình chăm chú. Thì ngay khi mình tụng kinh là mình nhiếp tâm và mình phải hiểu nghĩa kinh. Nhưng mà ngày nay mình đọc tụng lầu lầu, nhưng mà cái đầu mình nó đi du lịch hào hào, phải không? Và mình cứ nghĩ rằng mình tụng kinh, mình trì chú, mình niệm Phật dữ lắm, nhưng mà cuối cùng nó chả đi tới đâu hết. Rồi sao? Than trời trách đất, mất đi niềm tin. Đó. Hay là chẳng hạn như mình không có trân quý kinh sách. Ngày xưa mình có thiếu quá, mình phải ngồi mình biết, mình phải chia nhau, mình phải đọc, thành ra mình trân quý. Ngày nay mình không còn trân quý. Hay là chẳng hạn như ngày xưa dễ dầu gì quý vị, bây giờ quý vị ra ngoài miền Bắc á, có những chuyến chúng ta đi giao lưu của giới trí thức trẻ, những người sinh ra mà lớn lên ở nước ngoài, không biết quê hương, chúng ta dẫn về những cái khóa tu học giao lưu của ba châu, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Thì đi về miền Bắc cho các em nó đi về văn miếu quốc tử giám, đền Hùng Vương, hay là các cái tu viện học những cái truyền thống, những cái truyền thống, những cái văn hóa của mình. Thì như vậy mới thấy có những cái đạo tràng mình đi vào vùng sâu vùng xa, hay thậm chí ngay ở Hải Phòng, Hà Nội, Phật giáo đã ra tới miền Bắc cách nay đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ có những nơi, những cụ già 70, 80 tuổi, 80 mấy, 90 tuổi chưa từng được nghe một bài pháp. Thành ra một cái lời nào mình nói ra nó thấm vào người ta và nó đánh đọc người ta, y như là cái mảnh đất khô cằn mà bây giờ được những hạt mưa rào, tới đâu nó thấm tới đó, nó vỡ ra, nó là người ta giác ngộ ngay lập tức. Còn mình bây giờ bên này internet, mình mở băng, mình nghe ào ào, mà mình vừa làm việc vừa nghe băng, vừa lái xe vừa nghe băng, cái gì mình nghĩ là mình cũng nghe hết, ông thầy nào mình cũng nghe hết, nói tới đâu mình biết tới đó, rồi rốt cuộc mình không có thực tập được tí nào cả. Cái bản ngã mình càng ngày càng lớn lên, phải không? Cái lớp mây mờ càng ngày càng dày lên, mà mình tự che lớp mình mà mình không hay. Thành ra mình nghĩ nó tích cực nhưng nó tiêu cực. Ngày xưa mình nghe ít mà mình hành được nhiều, mình chuyển hóa bằng ngày ngay, mình nghe nhiều, mình học nhiều, nhưng mà cái bản ngã mình gia tăng. Thành ra nó có rất nhiều cái. Và thậm chí cái đau buồn nhất, cái đau buồn nhất là ngày nay, cái này nói về đụng chạm,